Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, sáng 17 tháng 11, giờ địa phương, đoàn công tác TP Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu Intel. Tiếp và làm việc với đoàn công tác TP Đà Nẵng có ông Gilberto Vargas, Phó Chủ tịch, Giám đốc Kinh doanh và Marketing tập đoàn Intel. Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn Intel ghi nhận và đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, với lực lượng lao động trẻ, nhiều tài năng, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia như Intel. Intel Product Việt Nam hiện nay là nhà máy lớn nhất trong 4 nhà máy lắp ráp và kiểm thử của Intel trên toàn cầu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Intel đã giới thiệu những giải pháp công nghệ mà tập đoàn đang tập trung phát triển nhằm phổ cập trí tuệ nhân tạo, AI, thúc đẩy sự phát triển của Silicon Valley, nền kinh tế bán dẫn, trên toàn cầu. Lãnh đạo Intel cũng cho biết, hiện tập đoàn đang triển khai chương trình sẵn sàng cho số hóa, Intel Digital Readiness Program, nhằm hỗ trợ, cung cấp kiến thức, giúp người dân, sinh viên, chuyên gia, lãnh đạo của 26 quốc gia trên toàn cầu có cơ hội tiếp cận với công nghệ AI, khai thác tối đa những cơ hội nền kinh tế số mang lại. Đặc biệt tập trung tại 4 nước là Mỹ, Đức, Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó, Việt Nam là quốc gia đang phát triển duy nhất được tham gia chương trình đặc biệt này. Trao đổi với lãnh đạo tập đoàn Intel, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những đóng góp của Intel trong việc nâng cao năng lực số của người dân, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại các quốc gia đang phát triển trên thế giới.